Dạ vâng, thì chào quý anh chị nhé. Thì chiều ngày hôm nay thì em Trung cũng về thêm một con xe, thì cũng lên cập nhật cho anh chị luôn là có những xe còn và đã bán. Nhưng quan trọng em Trung chỉ quay một con thôi. Thì và cập nhật thêm những vài mẫu xe trên cửa hàng, giá từ vài chục thôi nha anh chị nhé. Thì anh chị quan tâm thì cho em Trung xin một nút like và một đăng ký. Con này là con Captiva. Xe này thì hôm bữa vừa rồi em Trung cũng có lên cái video rồi. Giá thì phải nói là nó hơi chát một chút xíu, nhưng được lại là những cái gì anh chị? Đẹp này, bền này, đầm này, hơi uống xăng chút thôi. Đó anh chị. Thì xe này em Trung đã có một cái video chi tiết để bán cho anh chị với cái giá 235 triệu cọp anh chị. Cọp, nói chung hàng hiếm có tìm. Đó thì ngày hôm nay thì em Trung cũng lên sóng và cũng vừa mới về con phói kép nha anh chị. Phói kép đó. Hai cầu số tự động, giá rất là yêu thương, chỉ với hơn 100 triệu thôi. Thì anh chị quan tâm thì alo trực tiếp nha. Thì số điện thoại của em Trung thì có để dưới phần mô tả, và cũng còn nhiều mẫu xe trên cửa hàng thì em Trung báo giá và cập nhật luôn nha anh chị nha. Chị vâng, chào quý chị nha. Thì ngày hôm nay em Trung lại lên sóng một con Ford X-Cap đó, hai cầu nha anh chị nha. Nói chung là phải nói là cực kỳ là chất nha anh chị nha. Nó em nó thì sinh năm 2002, nói chung là phải nói là hai cầu anh chị, gọi là vượt mọi địa hình nha anh chị. Thương hiệu là đến từ Mỹ mà anh chị tin. Em nó thì cũng em Trung thì vừa mới về tới nhà. Xe này thì cũng vừa mới về tới nhà nha anh chị nhá. Thì em nó vừa mới được thay một cái dàn vỏ mới, rất là đẹp. Đây anh chị. Trước tiên đó, anh chị về đỡ tốn phải một dàn vỏ, nhưng đặc biệt đổi lại một cái giá siêu rẻ cho anh chị, một con Ford X-Cap. Đó, anh chị thấy không? Em nó thì mang được cái màu áo màu đỏ nha anh chị nhá. Phải rất là gọi là vượt, cái là riêng cái xe này gọi là vượt mọi địa hình. Xe này em Trung vừa về luôn anh chị. Đây này, anh chị nhìn từ những cái cua dè và tất cả cái rất đẹp nha anh chị nhá. Ford X-Cap số tự động nha anh chị, biển số 49 ngay chủ ý quyền. Đó, XLT nè anh chị. XLT là hai cầu nha anh chị nhá. Ford, thương hiệu của Ford mà, thì anh chị thử nghĩ coi, gọi là đầm chắc tất cả mọi cái là anh chị không cần phải suy nghĩ về, đã nói Ford là gọi là thương hiệu rồi anh chị. Đây anh chị nhìn này, riêng này xe này em Trung vừa về, đây anh chị nhìn này, gọi là từ những cái cua dè mà nó đẹp đến cỡ này à, phải nói là chất nó đẹp đến cỡ nào rồi. Thì anh chị quan tâm mẫu xe này thì alo trực tiếp cho em Trung, số hotline 0962 49 49 49 nhá. Thì em Trung tọa lạc tại đường Lê Hồng Phong, đến Nghĩa Đức Trọng, Lâm Đồng. Thì đây anh chị, nội thất của em nó này rất là đẹp. Em nó được trang bị thêm màn hình Android rồi. Đó, nhìn rất là phê nha anh chị. Này, từ tabi này, nội thất này, tất cả. Xe này em Trung vừa về lên sóng cho anh chị luôn nhá. Thì anh chị quan tâm thì alo trực tiếp V6 nha anh chị. Đó. Nguyên dàn vỏ thì vừa mới được thay mới len keng. Đây anh chị. Này, vỏ lốp này. Mới len keng, 4 quả vỏ thì vừa mới được thay mới nha anh chị nhá. Thì cái này thì đèn nó cũng, cái xe này thì này, cái đèn nó bị vô nước rồi anh chị. Thì cái này thì nó cũng đơn giản thôi. Thì xe này em Trung vừa về thì cũng chưa có kiểm tra. Thì xong rồi lên sóng cho anh chị và tất cả cái thì em Trung sẽ cho vô kiểm tra. Đó. Siêu cọp, siêu đẹp nha anh chị. Này. Kính bấm tất cả cái nha anh chị, nhìn gọi là những cái táp ly này. Đó. Rất là đẹp. Đây anh chị. Tem mạc này. Đó. Phê chưa? Này, cái này là tăng chỉnh kiếng này. Đèn này. Vô lăng này. Và em nó là cứ gọi là xài số vô lăng nha anh chị, số tự động nha. À, riêng em máy nổ lên em nói là không có chuyện mà rung lắc. Đó anh chị thấy không? Đó. Không có chuyện là rung lắc. Em Trung dở luôn cái hầm máy luôn cho anh chị xem. Xe này em Trung vừa về có xe rồi, em Trung chỉ sửa hết lại cho anh chị. Đó. Giá rất là yêu thương, chỉ với hơn 100 triệu thì anh chị thử nghĩ coi. Hơn 100 triệu. Đây anh chị, này, máy này. Xe này em Trung vừa về nha anh chị nha. Giá rất là yêu thương, chỉ với hơn 100 triệu thôi. Máy thì em thì biết anh chị, không có gọi là tiếng rung lắc. Tiền tem mạc này. Đó. Thì anh chị quan tâm alo trực tiếp cho em Trung theo số hotline 0962 49 49 49. Thì ngày hôm nay thì em Trung cũng
quay chi tiết là cái con Ford Escape đó, và thêm cái nữa là con Kia CD5 bán cho anh chị với cái giá 75 triệu thì xe này anh chị quan tâm thì alo trực tiếp cho em Trung. Nói chung là máy nổ thì thầm luôn. Kính bạ có trợ lực luôn nha anh chị nha. Đã khóa cửa rồi. Thì xe này mấy ngày hôm nay thì đang em Trung đang cho đi công vụ. Đó. Và tiếp theo em nữa là em Captiva. Đây anh chị. Captiva 208. Xe này chất lắm anh chị. Biển số cũng rất là đẹp luôn. Anh chị xài cái số điện thoại nào 0972-09872 thì mua cái xe này về hợp với lại cái số điện thoại luôn này. Đó, biển số 49 luôn anh chị. Rất đẹp nha anh chị nha. Bán cho anh chị với cái giá 235 triệu. Đó, cái xe này thì hầu như là sơn zin hầu như toàn bộ nguyên con rồi. Đó. Và xe kia thì bán cho anh chị với cái 155 triệu. Ford Escape hai cầu số tự động 155 triệu nha anh chị nha. Đó thì nguyên cái dàn vỏ là đã thay cũng khá là nhiều tiền, hơn chục triệu đó anh chị. Và tiếp theo còn những cái mẫu xe trên cửa hàng đó. Chiều tối rồi mà thì xe nó về tới đâu thì em Trung cập nhật tới đó cho anh chị. Còn Matiz đời 2007 bán cho anh chị với cái giá 75 triệu. Và thêm em Kia Morning này thì đã bán cho khách rồi. Đây anh chị. Và thêm Kia Morning kia thì cũng bán rồi. Còn ngày hôm nay cũng bán cũng khá là nhiều đó anh chị. Thì đây này, có những cái chỗ trống này là những cái chỗ là em Trung đã bán xe rồi nha anh chị. Đó, những cái chỗ trống này này. Đó thì ngày hôm nay bán cũng khá là nhiều, anh chị cũng phải gần chục con á. Đó. Thì tất cả cái thì anh chị cứ hàng ngày là xếp hàng sắp đều hết ra ngoài này. Đó. Có những chỗ trống này là ngày hôm nay là những xe đã ra đi nha anh chị nha. Và thêm em nữa là em Mitsubishi Pajero, xe này thì hai cầu. Đó, bán cho chị với cái giá 130 triệu Mitsubishi hai cầu Pajero. Đó. Thì anh chị quan tâm mẫu xe này thì alo trực tiếp cho em Trung nhá. Hotline 0962494949 hoặc 0932494949 nha anh chị nha. Thì anh chị cần quay chi tiết xe nào chụp lại cái màn hình cho em Trung nha, gửi qua Zalo cho em Trung 0932. Và thêm cái nữa là em Honda Accord, xe này thì em Trung đã có một cái clip rồi, cũng chất lắm anh chị. Honda Accord bán cho anh chị với cái giá 90 triệu. Và thêm em nữa là em Lacetti, xe này thì đời 2004, sơn zin hầu như là cả xe, bán cho anh chị với cái giá 155 triệu. Và thêm em nữa là em Camry, bán cho anh chị 80 triệu. Thì anh chị quan tâm cái mẫu xe nào alo trực tiếp cho em Trung. Đó thì và có xe bán cũng alo trực tiếp cho em Trung, cho em Trung xin ít hình ảnh vô Zalo. Đó, số điện thoại em Trung có để dưới phần mô tả nha anh chị. Thì em Trung là chuyên mua bán sửa chữa. Gara Quang Trung là gara của em nhé. Thì thôi, cuối cái video thì em Trung cũng chúc anh chị có một ngày mới thật là vui và hạnh phúc bên gia đình. Và hẹn gặp lại anh chị những video tiếp theo nhé.